mọi người, thì ngày hôm nay thì Vương nói chung là cũng suy nghĩ đắn đo lắm, thì quyết định là mời bạn Khoa đi qua đây để tham gia cái điều trình chuyên môn bên kỳ duyên hợp ba. Ngày hôm nay thì qua đây mới phát hiện là có một cái chương trình của chương trình mà của kỳ duyên tổ chức, chương trình cuộc thi mà tìm kiếm tài năng, cái giải thưởng nó cũng khá là cao nên là làm xong rồi cái về tôi cậu làm clip gửi tham gia luôn. Nghe đồn là giải thưởng hình như khoảng 30 triệu đúng không? Tổng giải thưởng là tới 60 triệu rồi. Tổng giải thưởng là 60 triệu hả? Tôi nghe thôi, để hồi bà kỳ duyên ra Không, đây thật sự hỏi. là tới đây làm đẹp là phụ thôi, hiểu, tới đây kiếm 60 triệu. Kỳ duyên tới gặp. Ê, bạn Duyên, hello bạn Duyên. Đây là mà ngày hôm qua bạn bữa nay dẫn qua rồi với mình coi cái mặt đó, coi cứu được không chứ thấy cái mặt nó tàn quá. Bây giờ chị nhìn thẳng vào mặt em khoảng độ 1 phút xem chị coi ra mặt em là bây giờ làm thế nào để nó đẹp chị. Mặt anh vậy là đẹp rồi. Trời ơi, được được, trời làm spa mà nhìn mặt khách mặt vậy đẹp rồi thì ai người ta làm đấy chị. Em nói đùa chứ, mặt anh á là bây giờ phải lấy cái mụn cho sạch nè. Lấy mụn sạch. Đúng rồi, sau đó là mình chạy xe nó sáng da, chạy tại vì cho mặt nó anh bị thâm nhiều bị quá. Thâm. Đúng rồi, chứ mụn cũng không có nhiều lắm. Nói chung chê hết khuôn mặt luôn rồi nó còn không nhiều lắm. Không, à, bây giờ chỉ là lấy mụn mụn... bị mụn bọc chứ bộ anh là chỉ bị mụn cám thôi. À, mụn cám. Đúng rồi. Bị mụn cám xong là bị thâm nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi mắt thâm nữa đúng không? Rồi nhiều chỗ thâm nữa. Tóm lại là vẫn cứu chữa rồi đúng không chị? Đúng rồi. À, thế thì tốt rồi, em yên tâm rồi. Tại em tin Phương lắm em mới tới. Trời ơi, có gì chứ. Thì bây giờ bên spa của Duyên đang có chương trình là Kỳ Duyên Got Talent á. Thì á, là mình sẽ gửi những cái clip âm nhạc hoặc là clip tài năng của các bạn gửi qua cho bên mail của Duyên. Thì là mình sẽ có hạn nộp cuối của clip là ngày 20 tháng 8. Thì các bạn có thể là gửi clip về ăn uống cũng được, võ thuật hoặc ảo thuật, tất cả những cái tài năng của các bạn có. Cũng được 30 bạn đăng ký rồi, 30 bạn đã gửi clip hết rồi. Nhưng mà tạm thời thì mình chỉ có toàn là tài năng âm nhạc thôi, chứ chưa có những tài năng đặc biệt và lạ. Thì cho nên là mình yêu cầu, mình khuyến khích mọi người là nên gửi những cái tài năng độc lạ cho cả nhà mình xem nha. Thì như vậy mới nhận giải thưởng, mình mới xứng đáng được. Chứ có mỗi hát thì rất là dễ. Hiện tại là có 30 clip gửi về rồi hả? Đúng rồi, 30 clip gửi về. Nhưng mà những cái clip mà gửi về thì hầu như là không có được đầu tư kỹ càng như lắm. Chủ yếu là chị mới hát rồi quay lại thôi, chứ chưa có phải là xuất sắc. Rồi, vậy là tôi hiểu cái chương trình thi này rất là cái tài năng gì đó độc và lạ. Các bạn đừng có nên 30 clip vừa rồi gửi về thì đa số là hát. Thì nó hát đó thì cái bình thường tôi với ba hát cũng được rồi. Đúng không? Còn này là cái nào mà độc mà lạ mà tài năng mà nếu mà kèm theo một gọi chút vui vẻ nữa thì ok. Khả năng đặc biệt đó. Chẳng hạn như là quay clip mình có thể ăn 30 trứng hột vịt lộn một lần ăn, hoặc là uống một lần, tôi cái này tôi làm được là uống một lần một két bia. Thôi cậu bỏ đi cậu. Cho cậu uống hai chai là cậu ngủ rồi mà. Đó thì ý mọi người là kiểu như cái khả năng đặc biệt đó. Mọi người có thể nuốt rắn hoặc là nuốt gì đó. Biết làm sao mà coi mà thấy nó đặc biệt mà không kiểu như là võ thuật múa côn hay là cái gì, hay là tài năng như là cua gái. Cái đó tôi thùi đi. Hả? Cậu nắm tài năng vậy cậu? Còn cái tài năng như là phun lửa hay ảo thuật hay là nuốt dao lam. Không, nuốt dao lam tôi tới làm được nha cậu. Trời luôn. Được. Một hồi nữa cậu tài năng nào cũng có luôn đó. Không thiệt, cái vụ mà riêng cái vụ mà ăn dao lam là tôi từng làm rồi. Có. Thiệt. Phải tin nhau đi chứ. Thế cậu ăn dao thái lan là gì? Chưa rồi, đó nhèo rồi. Thì thật sự thì mình cũng không dám nhận là mình có tài năng gì. Cái khả năng đặc biệt thì không biết như thế nào gọi là đặc biệt. Thí dụ như có cậu ví dụ như tâm là đắc cậu là cái gì nhé? Kiểu như bây giờ tâm đắc nó không biết được thì mọi người cũng có thể đăng những cái clip mà nó lạ lạ giống như kiểu Khoa hay hay nói nhanh á.
Kiểu như là đây là thật sự đây là một cái kịch bản mà lần đầu tiên mà khi chập chững đam mê á, thì ngày xưa ở quê có đi chăn bò thì như kiểu là bị mất con bò, thế là trong lúc đi tìm con bò đó thì mới nghĩ ra kịch bản này, và nó cũng xàm xí lắm. Mọi người cũng có thể đăng clip nói nhanh như kiểu là nhắn tìm bò lạc đó mà hay nói á. Thì nói lại thế rồi sao? Thì mọi người có thể đăng ngắn gọn như là ví dụ như nói nhanh như là ví dụ nhắn tìm bò lạc. 19 giờ chiều hôm nay tự nhiên con bò cái có tên là Anla Satanya Halak Chama, con bò là Việt kiều Australia, sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò cái ở làng bên. Bọn ta đã quyết định phi ngay ra quán photo copy photo ngay một lá đơn ly dị rồi về dí dao cạo râu của cổ chồng, bắt chồng mình là bò được pi cho sóc khí rồi bỏ chuồng ra đi. Trong đơn ly dị bò ta có viết kính thưa, kính gửi, kính chào, kính trọng, kính cận anh bò được pi tơ sóc. Em và anh đã sống với nhau một khoảng thời gian có thể nói là khá lâu rồi, có thể nói là ấm chăn cháy chiếu rồi. Vậy mà tại sao anh này không chung thủy với em? Nếu mày không chung thủy với em thì thôi, chúng ta chia tay tại đây. Viết trong đơn ly dị thì bò ta cưới ngay một con xe taxi ra đi, chứ mắt đầy ghen của bò được pi tơ sóc. Đặc điểm nhận dạng đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pounds, thân hình eo ả trắng dẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích nghe các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Con bò có một mụn nụt ruồi mông đít bên phải, phòng vết chàm mà mé đít bên trái. Vậy anh biết dấu tích hay là dấu phân bò ở đâu? Hãy liên hệ ngay chúng tôi, ban thể thao giải trí thông tin kinh tế đài tìm bò của thôn đó, kiểu như vậy các bạn. Đó, cái gì anh mình à? Uống nước thì trời ơi, khói phát mà nó muốn hết nước rồi mọi người à, bắn phun hết màn hình rồi. Không phải mưa đâu nha các bạn. Anh nói nhanh mà anh rất là rõ chữ. Đúng rồi, nói nhanh mà rất là rõ, có thể nghe rõ ràng cái câu chuyện như thế nào. Đó, các bạn có thể... Đó, mọi người có thể đăng mấy cái clip giống cái dạng như vậy, mang cái tính giải trí cao là ok rồi. Thật sự đó thì cũng không phải khả năng đặc biệt gì, nhưng mà ý là mọi người đăng mà kiểu nó lạ lạ vậy đó. Đó, chúng ta đặt ra câu hỏi và ai trả lời chính xác và nhanh nhất thì sẽ được cái phần thưởng này. Nhớ nhất các bạn comment số, comment số điện thoại nha. Phương sẽ gọi bạn... chúc mừng các bạn đó ngay bây giờ luôn, mà ưu tiên các bạn nữ nha, nam để cho qua gọi, còn nữ thì Phương sẽ gọi. Cậu khôn mày không? Không có gì đâu, mình phải chia nhau chứ. Các bạn nam nhớ để ý mình nha. Rồi bây giờ là nhớ trả lời mới để lại số điện thoại nha. Rồi chuẩn bị men đặt câu hỏi. Đây tất cả chúng ta tập trung chuẩn bị đặt câu hỏi nè. Đặt hỏi đi Khoa. Hả? Hỏi bò gì đó. Ủa? Cái câu hỏi gì nãy mình bàn đó. Anh Khoa hỏi trước hay anh Phương hỏi trước? Khoa hỏi trước. À, sau đây là một câu hỏi về lĩnh vực vật lý. Một câu hỏi thật sự là nghe các bạn trả lời được ngay à? Phương cũng một câu hỏi đặc biệt là Phương trả lời rất là dễ. Bạn hãy cho biết, các bạn hãy cho biết vòng 3 của Huỳnh Phương là bao nhiêu? Đó. Chết tôi rồi, cậu trả lời đúng nghe trời. Trả lời đúng không? Đó, câu hỏi là vòng 3 của Huỳnh Phương là bao nhiêu nha các bạn? Các bạn comment, nhớ comment câu trả lời và số điện thoại các bạn nha, để anh Phương sẽ gọi điện cho các bạn. Trời, 56! Huỳnh Phương! Trời, 59! Huỳnh các Phương. Bạn comment đi. Nhớ comment số điện thoại nữa nha. Số điện thoại và câu trả lời các bạn ơi, các bạn comment số điện thoại không thì ai thích là bao nhiêu? Trời ơi! Có không nha? Trời ơi, có một bạn trả lời đúng rồi mà tại sao không... Cho số điện thoại bạn ơi. Thôi vậy là không hợp lại, không hợp lại. Ôi bạn ơi, mình đã nói rồi. Không hợp lại. Con mình đúng. Không phải 81 luôn nè. Đúng câu trả lời và số điện thoại các bạn ơi. Có một bạn trả lời đúng rồi mà bây giờ đã kéo với con mình. Mà không để số điện thoại. Tiếc quá. Không để số điện thoại thì không đúng nha, không hợp lại. Tại yêu cầu lúc đầu là phải có số điện thoại mà. Trời ơi. Có số điện thoại mà trả lời đúng nha. 83, 83, 83. Có rồi nè. Đâu? Không... Hồng Kun nè. Hồng Kun đúng rồi. Nó chưa loát anh đây vậy. Nam hay nữ vậy? Hồng Kun chắc là con gái rồi. Đây Hồng Kun. Kim Thoa 86 mà Kim Thoa không có số lợi. Hồng Kun. Rồi. Hồng Kun hả? Hồng Kun. Số điện thoại. Đây lấy điện thoại gọi liền nè. Vâng, các bạn ơi, đã có một người trả lời đúng rồi. Tiếc quá các bạn à. Chúc mừng bạn đó nha, Hồng Kun nha. Đấy, là... nếu mà tôi mở ra ngoài, nếu mà nam á, thì là cậu nói chuyện nha. Cậu phân biệt thì cậu 1, 6, 9. À vậy là vòng 3 của anh Huỳnh Phương là 86. 86 nha các bạn, vòng 3 của Huỳnh Phương là 86. Và bạn Hồng Cun đã là người trả lời đúng. 5, 3, 5, 3. Và sau đây sẽ là gọi điện thoại trực tiếp cho bạn. Nhớ để máy nha bạn. Tắt máy là mất giải thưởng. Thì mình gọi người khác đúng không? Giờ là trời ơi, cái mất rồi. Thôi còn nói chuyện đi cậu Phương. Alo, chào em. Dạ, chào anh. Xúc động quá.
Alo. Dạ. Em đang coi livestream phải không? Dạ vâng ạ. Ờ. Anh là Phương nè. Dạ anh Phương. Dạ. Ờ, em tên gì ạ? Dạ. Em tên gì? Đây là trao giải thưởng nhưng mà kết nối yêu thương nha cậu. Mình phải hỏi Lâm Tinh chứ cậu. Ờ, thì cậu hỏi tớ thấy cậu đang kết nối yêu thương quá. Không, tôi đang hỏi Lâm Tinh. À, giờ xin lỗi nha, em tên gì? Tên Hồng. Ủa, em là người ở đâu? Dạ, ở Huế. Ôi, chết rồi, ở Huế thì mình không có chi nhánh của Kỳ Duyên Hơn Spa ở Huế. Là bay máy bay vô đi, nói giải thưởng người ta. Hiện tại em đang ở Biên Hòa. Trời ơi, Biên Hòa. Hiện tại ở Biên Hòa, mình có cơ sở ở Biên Hòa nha. Mình có thể nhận phần thưởng ở Biên Hòa. Mình có thể nhận cái phần thưởng ở Biên Hòa. Cơ sở bên Hòa là ngay bệnh viện tỉnh ngay luôn ngay bệnh viện tỉnh Đồng Nai đúng không? Đúng rồi. Em ở gần bệnh viện tỉnh Đồng Nai không? Dạ, đúng. Ôi thế mày quá em ơi. Nói chung là em đã trúng thưởng một cái liệu trình ba liệu trình chăm sóc da điều trị mụn ở Kỳ Duyên Hơn Spa. Em trước đó có đi làm mặt ở chỗ nào đó chưa? Đã đi trị mụn ở chỗ nào đó chưa? Chưa. Ừ. Em có mụn không? Có chứ, mặt ai có đâu không? Thì chúc mừng em nha. Thì chắc chắn là với những điều chỉnh này thì các làn da mình cải thiện nhiều hơn á. Rồi, rồi trẻ em cứ đến cái Kỳ Duyên Home Spa chi nhánh ở ngay bệnh viện Đồng Nai á. Vào đó nói là người trúng thưởng của anh Phương. Có gì xác nhận đi cậu, không người ta kéo cả trăm người có trúng thưởng đâu. Không, mình sẽ inbox riêng cho bạn. Rồi, sẽ có người ở bên này sẽ inbox riêng cho em rồi sẽ để mình đọc địa chỉ của bên Đồng Nai cho bạn nghe. Địa chỉ bên Đồng Nai. À, hẻm số 1 Đồng Khởi. Hẻm số 1 Đồng Khởi. Khu phố 3, phường Tâm Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó, nghe địa chỉ cho chị em. Nhưng mà dễ nhất là ngay bên hông bệnh viện tỉnh Đồng Nai luôn. Đúng rồi, ngay bên hông bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Có gì em ghé đó nha. Các bạn không trúng thưởng thì cũng có thể tới làm nha, nhưng mất tiền nha các bạn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ủa, từ từ đó là tớ hỏi. Hỏi cái gì nữa, cậu ơi, xong rồi. Câu thôi. Rồi, rồi, mặt em qua nó hỏi gì em nè. Em ơi, em có nghe rõ anh nói không em ơi? Đúng rồi, Phạm Thái Sơn, bệnh viện. Trời ơi, trời ơi, trời. Thấy chưa, cậu thấy chưa? Thì có xin lặp lại với các bạn là cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay là cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thì các bạn sẽ quay clip nói về tài năng của mình, tài năng gì cũng được. Tài năng, nếu mà Khoa quay clip là Khoa sẽ quay cái tài năng gì? Thì như Khoa thì... tài năng của mình là không có tài năng gì hết á. Rồi. Ăn nhiều hay là sao đó thì ăn không nổi cậu. Đấy cái khả năng đặc biệt của người ta, nếu các bạn có thể ăn cùng lúc ăn còn uống một hơi hết 20 chai bia ngạn đó. Kiểu như vậy đó. Nhưng mà trong vòng mấy phút? Thì 20 chai trong vòng bao nhiêu phút cậu? Chắc nguyên ngày á. Cậu quay nguyên ngày rồi ai ngồi cậu coi nguyên một ngày uống hết 20 chai bia. À, mọi người nhớ gửi cái những cái mọi người thấy cái này là ảo thuật đó là ok đó. Clip đúng rồi, ảo thuật hay mà. Ảo thuật rồi có thể là những cái khả năng mình như là 500 hít điện hay sao đó. Duyên xin đọc lại là tiêu chí đánh giá của cái Kỳ Duyên Got Talent nha, là clip biểu diễn tài năng đặc biệt độc và lạ, đảm bảo chất lượng clip trên 4.8, rõ âm thanh, hình ảnh, nội dung, không chứa nội dung đồi trụy vi phạm pháp luật. Clip chưa từng đăng lên bất cứ trang mạng xã hội nào. Quay rõ mặt từng thành viên tham gia clip, không ghi âm sao chép clip bản quyền của người khác. Và không giới hạn thời gian là quan trọng nhất nha. Nói chung là mình chỉ cần thể hiện tài năng của mình thôi, không giới hạn thời gian. Clip càng được đầu tư, càng đẹp thì càng dễ trúng giải hơn. Thì tài năng vàng là được giải 30 triệu, tiềm năng là 20 triệu và triển vọng là 10 triệu. Nhúc nhích tai được không anh? Cái gì? Cái gì? Ý là cái tài năng nhúc nhích tai. Ờ nhúc nhích tai, tôi nhúc nhích được mà. Tớ nhúc nhích được mà. Ừ.
cậu giống nhất cái chân mày chứ tại gì cái tay cậu đó. Cậu giống nhất nguyên cái phần kia rồi mà từ 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 nè cái tay mình giật được mà. Vậy là cái tài năng đó là dễ quá rồi bạn ơi, nhưng mà em không làm được. Bạn nó trả lời luôn hả? Không, em kêu là em không làm được. À, tưởng bạn nó comment em không làm được luôn. Thì nhớ gửi mail qua email kyjinhomespa@gmail.com cả nhà. Thì ngày 20 tháng 8 là hạn cuối nộp clip, 17 giờ ngày 20 tháng 8 nha. Bây giờ em thấy là ở dưới vắng khách thờ đó, anh Khoa xuống dưới làm luôn nha. Ừ, thì Khoa xuống dưới làm luôn. Thôi thì giải thưởng cũng quá rồi. Thì bây giờ tới giờ mình đi chỉnh sửa nhan sắc đây các bạn. Rồi lần sau qua sẽ một cái ngày khác sẽ qua live stream trò chuyện với các bạn tiếp nha. Chào tất cả mọi người.